chúng ta cùng đi tìm hiểu về loài mèo. Chắc hẳn đa số mỗi gia đình hoặc riêng các bạn có thể cũng sở hữu một chú mèo, nhưng các bạn có hiểu hết những đặc điểm thú vị của chúng không? Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về 7 đặc điểm thú vị của loài mèo. Đầu tiên, ngôn ngữ cơ thể đa dạng. Mèo sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt tâm trạng và ý định. Khi mèo giơ đuôi cao và rung đuôi, đó có thể là dấu hiệu của sự vui mừng. Khi nó gặp một người bạn mới hoặc một mèo khác, nó có thể trường mắt, chạm mũi và cằm của chúng vào mũi và cằm của đối tác. Đây là một hành động thân thiện và thể hiện sự chấp nhận. Còn không chấp nhận là ăn thua đủ luôn. Ngoài ra, khi chúng nằm ngửa và để bụng lộ ra, điều này thường xảy ra khi chúng cảm thấy an toàn và không có mối đe dọa xung quanh, thể hiện sự thoải mái và tin tưởng. Thứ hai, khả năng nhảy cao. Mèo có khả năng nhảy cao, thậm chí có thể nhảy lên đến 5 lần chiều cao của chúng. Điều này giúp chúng săn mồi và tránh nguy hiểm. Mèo thường nhảy lên bàn, cửa sổ hoặc kệ để đạt được vị trí nổi bật và quan sát môi trường xung quanh. Hành vi này giúp chúng theo dõi môi trường và bảo vệ lãnh thổ của mình. Nếu có một con mèo trong tự nhiên, nó có thể nhảy qua một con sông nhỏ hoặc vượt qua các đỉnh cây để săn mồi. Trong môi trường nhà, mèo có thể nhảy từ sàn nhà lên bàn hoặc kệ một cách nhẹ nhàng và chính xác. Nếu không thì các bạn biết đổ bể là như thế nào rồi đó. Thứ ba, khả năng tự làm sạch lông. Mèo sử dụng lưỡi của mình để làm sạch lông. Lưỡi của mèo có các răng nhỏ và nhọn, giúp chúng bóc tách lông tắc nghẽn và loại bỏ lông rụng. Hành động này cũng giúp chúng duy trì vệ sinh cá nhân. Lông rụng và các tế bào da chết từ quá trình làm sạch lông có thể tạo thành bóng lông, một loại liệu pháp tự nhiên mà mèo có thể nuốt phải. Bóng lông giúp mèo loại bỏ các chất không cần thiết khỏi dạ dày. Mèo dành một khoảng thời gian quan trọng trong ngày để chải lông. Hành động này không chỉ là để làm sạch lông mà còn là một cách giúp chúng giữ cho bộ lông mềm mại và óng ả. Khi mèo làm sạch lông của nhau, đó là một hành động xã hội thể hiện tình cảm và sự chăm sóc. Điều này thường xuyên thấy giữa các mèo trong cùng một gia đình hoặc giữa các bạn mèo. Thứ tư, đó là mèo có bộ não phức tạp. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng bộ não của mèo có sự phức tạp, tương đương với bộ não của chó. Chúng có khả năng học và nhớ, và cũng có thể giải quyết vấn đề. Mèo thường trở nên hoạt động hơn vào buổi tối. Điều này có thể được thấy rõ khi chúng bắt đầu chơi với đồ chơi hoặc hiển thị hành vi săn mồi vào khoảng giữa đêm. Ngoài ra, một số mèo được đào tạo để thực hiện các thủ thuật đơn giản như ngồi hoặc vỗ tay. Điều này cho thấy khả năng học hỏi và linh hoạt trong việc sử dụng bộ não của chúng. Tiếp theo, mèo có dấu hiệu dấu vết riêng biệt. Mèo thường để lại dấu hiệu dấu vết bằng cách sổ mũi vào vật dụng hoặc người mà chúng thích. Điều này là một cách để đánh dấu lãnh thổ hoặc chỉ đơn giản là để hiển thị tình cảm. Nó có thể chà mũi vào chân của chủ nhân khi chủ nhân đang đứng hoặc ngồi. Đây là một cách để mèo ký tên và thể hiện tình cảm của chúng. Có khi, nó có thể cắn nhẹ vào đồ đạc của chủ nhân như giày dép hoặc túi xách để đánh dấu đối tượng đó là của mình. Cuối cùng, cũng là điểm đặc trưng nhất, mèo là những tín đồ của ngủ. Mèo có khả năng ngủ rất nhiều giờ mỗi ngày, tạo ra hình ảnh của chúng như những chuyên gia ngủ chuyên nghiệp. Thói quen ngủ này giúp chúng tiết kiệm năng lượng cho các hoạt động săn mồi. Chúng thường tìm những nơi ấm áp và thoải mái để ngủ, chẳng hạn như trên gối, trên sofa, hoặc trong hộp cát. Một số mèo thậm chí có thể chọn những vị trí không mấy thoải mái, như trên bàn làm việc của chủ nhân. Chúng thường chọn những nơi ấm áp và có cảm giác an toàn để ngủ như góc sofa nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Một số chúng còn có thể thậm chí đấu tranh để giữ lại nơi yêu thích của chúng để ngủ. Trên đây là 7 sự thật thú vị đặc trưng của loài mèo. Ngoài ra chúng còn rất nhiều sự thú vị khác, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong thời gian tới. Xin chào tạm biệt các bạn.